ba cô thôn nữ đang chọn cám với regen để bả với nhũi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bả với nhũi trong cái trại trùng. Thì nguyên liệu chúng ta sẽ là cám này. Cám này là cám bắp hay cám gạo chị? Cám gạo. Cám gạo. Nếu mà kẹt quá không có cám gạo thì mua cám bắp cũng được. Và trước khi chọn với thuốc để bả regen thì chúng ta nên rang sơ để tạo cái mùi thơm. Mà hình như hơi cháy kìa, không? Đấy. Thấy thơm đúng không? Thơm thì với nhũi ăn nó mới nhiều. Chọn thơ rồi bắt đầu chúng ta có độ thơm thì chúng ta sẽ mua regen dạng bột gói nhỏ nhỏ. Tỷ lệ chọn của chị là bao nhiêu? Bao nhiêu ký cám với một bài regen là chọn sao? Nói mình nghe thử vậy. Chị chọn sao? Lát mua regen giờ là chị chọn như thế nào nè? Thông thường là khoảng một ký cám với 2 đến 3 gói regen. Thì tỷ lệ bao nhiêu thì chúng ta nhân lên. Rang xong rồi chúng ta đưa vô trại trùng rải ở khu vực à. Có nhiều giới nhũi. Cái này thì không có giới nhũi, nhũi ít thì chưa cần rải. Còn cái dàn chạy. Dàn chạy bên trong kia thì một lát sẽ tiến hành rải thì à. Sau khi rải thì giới sẽ ăn và nó sẽ bị chết. Nó sẽ giảm bớt cái mật độ và trùng sẽ lên lại. Thì đó là cái clip ngắn giới thiệu về cái kỹ thuật là bả với nhũi bằng cám, gạo và regen. Và mọi thắc mắc hoặc bất cứ câu hỏi nào liên hệ với tôi xuống thọ bên dưới, Vương Trùng Quế sẽ hướng dẫn tư vấn kỹ thuật và cung cấp con giống cũng như là tất cả những sản phẩm liên quan trùng quế cho mọi người. Nhiều trùng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.